Mến chào anh chị em trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có cái cơ hội học với nhau trong chương trình Cuộc đời Chúa Cứu Thế 6 cuốn. Và chương trình Cuộc đời Chúa Cứu Thế cuốn 1 là chúng ta sẽ đi vào phần giới thiệu thời thơ ấu và phần giới thiệu. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã học tới bài 13 Báo tin vua ra đời. Và để bắt đầu, chúng ta rất cần quyền năng và ơn của Chúa Thánh Linh giúp đỡ chúng ta để chúng ta học lời của Ngài, vì nếu chẳng bởi ý thần của Ngài thì chúng ta không thể làm gì được, vì Kinh Thánh có chép rằng ấy chẳng phải năng lực, ấy chẳng phải quyền thế, chẳng phải năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Cảm ơn Chúa. Và trước khi chúng ta cùng hiệp ý trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, là Cha yêu dấu của chúng con, biết ơn Cha vì Ngài ban cho chúng con có cơ hội học lời Chúa với nhau. Thưa Cha, chúng con cần Thánh Linh là Đức Chúa Trời của Ngài. Hỡi Chúa Thánh Linh, chúng con mời Ngài đến trong thời giờ này. Ngài sức dầu trên tâm trí của chính mình con, là người chia sẻ. Ngài dùng môi miệng của con để bày tỏ sự vinh hiển của Ngài. Và Ngài đem lời của Ngài từ thiên đàng đặt vào môi miệng của con. Ngài dùng lời đó để đặt vào lòng của những anh chị em của chúng con nghe, để anh chị em của chúng con được thay đổi, được chiêm ngưỡng Ngài, được thấy quyền năng và ơn ân điển của Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài thật là nhiều, sự vinh hiển thuộc về Chúa đời đời vô cùng. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy chúng ta đã học tới phần F và mục tiêu của phần này thì chúng ta sẽ trình bày có hai cái mục tiêu chính. Thứ nhất là trình bày những lời hứa của Đức Chúa Trời trong cựu ước về việc thành lập nước từ sáng thế ký cho đến khi được thực hiện trong Ma-thi-ơ. Thứ hai là giải thích khi có người thắc mắc về sự dạy dỗ của Kinh Thánh rằng trong cả vũ trụ này chỉ có Chúa Giêsu Christ mới có thể làm nhịp cầu nối liền hố ngăn cách giữa Đức Chúa Trời và con người. Cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài. Và chúng ta thấy rằng báo tin vua ra đời thì đây, chúng ta thấy bức hình ở trên này có là Joseph và Mary, và Joseph thì là người được hứa hôn với Mary. Hứa hôn có nghĩa là người đã đăng ký kết hôn, họ đã kết ước làm vợ chồng với nhau theo phong tục của người Do Thái, thì hai người đã hứa hôn với nhau thì chắc chắn sẽ làm vợ chồng với nhau. Và khi mà họ chưa có làm đám cưới nhưng mà họ yêu thương nhau, thì thiên sứ của Chúa đến báo tin. Chúng ta thấy rằng báo tin rằng sẽ có một con trẻ sinh ra theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Phần giới thiệu là Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 18 đến câu 25. Chúng ta quan sát thứ nhất, Maria và Joseph là người được hứa giả nên vợ nên chồng. Quay lại một chút thì chúng ta thấy rằng trong cái bài 12 là chúng ta đã thực tập về ba cái phân đoạn, ba cái phương pháp nghiên cứu Kinh Thánh. Thứ nhất đó là quan sát, giải nghĩa và áp dụng. Thì phần giới thiệu này thì chúng ta cũng sẽ thực hành cái việc là chúng ta quan sát, chúng ta giải thích, chúng ta áp dụng trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 18 tới câu 25. Thứ nhất là chúng ta quan sát cái gì? Mary và Joseph là người được hứa gả nên vợ nên chồng, và họ đã kết ước với nhau, họ đã xác định với nhau là vợ chồng với nhau. Đây là điều đầu tiên chúng ta thấy. Điều thứ hai, chúng ta thấy Chúa hiện ra cho Mary và báo tin. Thiên sứ của Chúa hiện ra cho Mary và báo tin Chúa Giêsu sẽ vào đời qua Mary bằng quyền năng bao phủ của Chúa Thánh Linh Ngài. Thì chúng ta thấy rằng đây là thiên sứ Gabriel hiện ra ở vùng Galilee cho
Mary lúc bấy giờ thì Mary và Joseph là người sống ở Galilee. Và chúng ta thấy được rằng mặc dù Joseph là dòng dõi vua David ở Bethlehem, nhưng mà ông đi làm ăn bằng cách này cách kia và cuối cùng ông ở Galilee, và ông là người quen biết Mary và hứa hôn với Mary ở Galilee. Và một ngày kia thì lúc bây giờ hứa hôn là họ được kết ước với nhau là sẽ là vợ chồng nhưng mà chưa có ăn ở với nhau. Thì Gabriel được lệnh của Đức Chúa Trời. Gabriel là một trong những thiên sứ, một trong bốn thiên sứ trưởng được sức dầu của Chúa, và đó là thiên sứ chuyên lo công tác về báo tin. Thì một ngày kia Gabriel hiện đến với bà Mary và nói rằng: hỡi Mary, Mary, Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngươi một đặc ân, đó là Thánh Linh của Chúa sẽ bao phủ ngươi và con thánh sinh ra sẽ là con của đấng rất cao, người ta sẽ gọi ngài là Giêsu, và ở tại đó thì danh của ngài là Emmanuel, là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Danh của Chúa Giêsu, và Giêsu, Chúa Giêsu là đấng sẽ giải cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi. Thứ hai, chúng ta thấy rằng cái hài nhi sau khi mà thiên sứ Gabriel báo tin thì báo tin gì? Báo tin hài nhi sinh ra sẽ được đặt tên là Giêsu. Giêsu, và danh xưng của ngài là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta, như nhà tiên tri Esai đã báo tin ở trong Esai đoạn 7 câu 14. Này một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh một trai, người ta mới đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và chúng ta thấy rằng vì Joseph là người rất là nhân từ, yêu thương Mary, cho nên ông Joseph có cái ý định là từ hôn, có nghĩa là ni ni hôn, ni dị Mary để không cho Mary không để Mary mang tiếng xấu. Và lúc lúc đó thì khi trong giấc chiêm bao thì thiên sứ Gabriel đã hiện đến với Joseph và báo cho Joseph biết rằng: à, cái ngươi đừng từ hôn với Mary, vì cái thai ở trong trong bụng Mary đấy là quyền năng, đấy là ơn của Chúa, đấy là ý muốn của Chúa, chứ không phải là do Mary ngoại tình. Và Joseph là người kính sợ Đức Chúa Trời, thì ông bắt đầu Joseph là người kính sợ Chúa và bắt đầu đưa Mary về làm vợ mình. Trước khi Chúa Giêsu sinh ra thì Joseph và Mary ở vùng Galilee và không ăn ở với nhau. Bây giờ chúng ta thực hành giải nghĩa. Thì thấy nhất, chúng ta thấy rằng Mary có thai trong 3 tháng, trong lúc đã hứa gả cho Joseph rồi, và họ chưa ăn ở cùng nhau. Một cái người nữ đồng trinh mà chưa ăn ở, chưa quan hệ tình dục với một người nam nào mà có thai thì rất là vô lý. Nhưng Mary đã có thai, đó thật là quyền năng của Đức Chúa Trời. Và vậy thì cha thật của Chúa Giêsu, bây giờ Chúa Giêsu là được sinh ra, chúng ta cũng được sinh ra. Vậy thì Chúa Giêsu bố chúng ta là một con người, mẹ chúng ta là một con người, sinh ra chúng ta là một con người, chúng ta có bản tính là nhân. Nhưng mà cha của Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, bởi quyền năng Thánh Linh, và Thánh Linh chính là Đức Chúa Trời. Nên cha của Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Sinh Chúa Giêsu thì mẹ của Chúa Giêsu là Mary và sinh ra Chúa Giêsu. Thế Chúa Giêsu 100% là Đức Chúa Trời, thừa hưởng bản tính của Đức Chúa Cha, và Chúa Giêsu 100% là con người, thừa hưởng cái bản tính của Mary. Và Ngài là thần nhân, có nghĩa vừa là thần vừa là người, và Ngài là đấng duy nhất 100% là Đức Chúa Trời và 100% là con người. Và cái người cha giám hộ đó chính là Joseph.
chỉ là người bảo hộ thôi. Có nghĩa là khi mà còn nhỏ, Chúa Giêsu còn nhỏ thì cần có người coi sóc, và Đức Chúa Trời đã chọn gia đình Joseph và Mary để đưa Chúa Giêsu vào đời để mang sự cứu rỗi cho toàn nhân loại, và Joseph trở nên người giám hộ của Chúa Giêsu. Và Joseph là người dạy dỗ Chúa Giêsu trong mọi cách, dạy Chúa Giêsu về Kinh Thánh, dạy Chúa Giêsu về làm mộc. Rồi Thiên Sứ đã báo tin này cho cả Mary và cả Joseph. Vậy thì Chúa Giêsu, chúng ta thấy rằng Ngài có hai bản tính: Đức Chúa Trời và loài người. Như vậy, ở đây chúng ta thấy rằng nếu mà Đức Chúa Trời và loài người, chúng ta thấy để mà cái cầu nối giữa Đức Chúa Trời và loài người thì phải có một cái cầu nối bắc ngang. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nguyên tắc của sự cứu rỗi là gì? Khi loài người phạm tội thì đã đánh mất xa cách Đức Chúa Trời rồi. Chúng ta nhìn thấy hình A, loài người phạm tội đã đánh mất cái sự chia rẽ, đã chia rẽ Đức Chúa Trời, và giữa trời với người có một cái hố sâu ngăn cách của tội lỗi, cho nên con người không thể đến được với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời không thể đến được với con người. Bởi vì có một cái hố sâu. Bây giờ con người đã dùng các tôn giáo, con người đã dùng việc lành, đã dùng tất cả mọi cách rồi, nhưng mà không thể đến được với Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy mặc dù nếu mà Đức Chúa Trời là đấng quyền năng, nhưng mà cũng không được đến với Đức con người. Tại sao? Bởi vì con người là rơ giấy, là ô uế, và Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết thì Ngài không thể ở với cái loài người là ô uế rơ giấy được. Cho nên con người không thể đến được với Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời cũng không thể đến được với con người. Cho nên chúng ta thấy rằng phải có một cái cầu nối được sinh ra để làm cầu nối giữa trời với người, và người này phải thỏa mãn với yêu cầu của Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, là cái bản tính thánh khiết. Nhưng mà người này cũng là phải là thỏa mãn ở góc độ của con người để hiểu con người. Cho nên Chúa Giêsu là thần nhân, và Ngài mang bản tính của Đức Chúa Trời và mang bản tính của con người, cho nên Ngài được sinh ra. Và chúng ta thấy bài báo tin vui ra đời thì mục đích trong bài này chúng ta thấy được điều gì? Thứ nhất là về câu chuyện ở phần giới thiệu của Matthew đoạn 1 câu 18 câu 25 nói về sự kiện rằng một thiên sứ thánh đến nói báo tin rằng Chúa Giêsu sẽ chào đời. Và Đức Chúa Trời đã chọn gia đình của Joseph và Mary để đưa Đức Chúa Giêsu chào đời, để rồi Ngài trở nên 100% là Đức Chúa Trời, 100% là con người, để ứng nghiệm cho lời hứa của Đức Chúa Trời ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15 là ta sẽ làm cho mày cùng dòng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù cùng nhau, mày sẽ cắn gót chân người, còn Ngài người sẽ giày đạp đầu mày. Thì đây là lời hứa về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã ban cho loài người ngay khi mà loài người phạm tội ở vườn địa đàng, và đến ứng nghiệm qua dòng dõi của người nữ, và Chúa Giêsu được sinh ra bởi quyền năng của Chúa, quyền năng của Thánh Linh, và bởi người nữ là Mary. Và khi mà Mary chưa có ăn ở với Joseph, nhưng mà được kết ước làm vợ chồng với Joseph rồi. Và Emmanuel, là Ngài được danh xưng của Ngài là Emmanuel, đã được định trước, đã được tiên báo trước bởi nhà tiên tri Esai cách đó 700 năm. Joseph là người trở nên người bảo hộ của Chúa Giêsu. Và Joseph và Mary thì đều là người mà giúp đỡ Chúa Giêsu để hoàn thành cái trọng trách Đức Chúa Cha ban cho. Vậy thì Chúa Giêsu có hai bản tính: Đức Chúa Trời và loài người, và Ngài là cái cầu nối duy nhất để mà giải cứu được con người. Thì đây là bài báo tin vua ra đời. Chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa về tình yêu của Ngài, xin Ngài chúc phước ban ơn cho chúng con. Cảm ơn Chúa vì sự ngọt ngào của Ngài trong đời của Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa, xin chúc phước trên hết thảy anh chị em của chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chào anh chị em và mọi người.